là con nhôm khối Mỹ nha mà. Nhôm khối xưa của Mỹ 1900 hồi đó. 1900 hồi xưa. Xưa lơ xưa lắc xưa nào hồi đó đó. 1900 hồi đó con này là con nhôm khối ha, ruột nhôm vỏ nhôm luôn, rất là tiện sử dụng. Ruột nhôm vỏ nhôm á thì em biết sao không? À, nó không có nặng túi như nhíp bom, anh mang đi á nó có chắn gió nè, xài rất là tiện sử dụng. Anh không mang đi nó không có nặng túi như nhíp bô, ruột nhôm vỏ nhôm luôn đó, nó không có nặng túi như nhíp bô ha, nó rất là tiện sử dụng. Cái này còn nguyên cái cục bông rin của nó, bông khối nè đó, 1900 hồi đó và 1900 hồi xưa nó xài bông khối nè, mà còn nguyên cục bông khối của nó luôn. Mà anh không thích thì anh tháo ra anh bỏ bông bạch tuyết vô, nhưng mà bông này là bông khối, bông nén á. 1900 hồi xưa hồi đó ha. Cái này là nhôm khối, ruột nhôm vỏ nhôm luôn. Ở trên đây là có hoa văn sọc 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 nè, ở dưới đây là trơn đó. Tình trạng như vậy là còn khá đẹp rồi ha, hàng xưa mà đó. Man nào mà sưu tập á, cái này sưu tập hoặc xài cũng rất là tiện, nó nhẹ, nó không có nặng. Zippo nó xài, mình xài nó nặng túi, cái này nó nhẹ. Con này là hàng siêu hiếm cho man sưu tập. Con này con săn đá xưa của Nhật, bọc bọc đồng đỏ, bọc tranh, bọc bức tranh đồng đỏ đại bàng nè. Thấy bức tranh nổi ghê không? À, thấy chi tiết của con bức tranh không? Đó, nổi lên mà, đó, nổi lên chứ không phải khắc laser đâu nha. Đó, bọc đồng đỏ nha, bức tranh bọc đồng đỏ luôn, bọc bức tranh đồng đỏ này đó. Con này bàn bay đi, đó, thấy không? Đó, con này còn rất rất là đẹp, một thập niên 60 còn rất là đẹp nha. Đó, cho mình coi có chắn gió luôn ha. Để coi hết clip em mới thấy độ độc của nó nha. Xong bây giờ thường những cái cây này nè, mà anh những cái những cái bật lửa mà có bùn đốt, khi mà anh xài là mà anh bắt buộc xài một thời gian, kể cả Zippo ha. Em nói chung chung luôn là tất cả những bật lửa có bùn đốt là khi mà anh xài một thời gian bắt buộc mấy anh phải vệ sinh bùn đốt nha. Chứ mà anh xài một thời gian xong rồi mà anh ở bẩn mà anh không chịu vệ sinh bùn đốt này nè, thì là nó không có nhảy lửa, tại vì nó bị bẩn quá, nó không có oxy, nó không vô được, nó sẽ không nhảy lửa. Mà anh phải vệ sinh rất là cực, vệ sinh rất cực. Em phải tháo bông ra xong em rửa rất là cực. Nhưng mà cái này nó nè, thấy đọc chưa, nó dở bung đốt lên được luôn, nó dở bung đốt lên được cho mấy anh vệ sinh dễ vệ sinh bung đốt, và mà anh xài tẩu cũng được luôn ha. Mà anh nghiêng lại mà anh xài tẩu cũng được luôn, mà anh vệ sinh bung đốt cũng tiện luôn, thấy đọc chưa, cực đặc luôn ha. Và cây này còn rất là len keng, mà cây này còn rất là bọc 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 tranh đồng đỏ ha. Và cây này còn rất là đó, cho anh dễ vệ sinh bùn đốt, anh gỡ lên là anh chỉ cần lau là sạch thôi, không phải cực khổ như là mình phải ngâm rửa này kia ha. Đó, và anh nghiêng lại anh xài tẩu cũng được luôn, rất là tiện sử dụng ha. Đó, cực kỳ tiện sử dụng luôn. Cái này còn rất là đẹp. Và thêm một cái nữa, đây có khoen gắn chìa khóa luôn anh. Đó, có khoen gắn chìa khóa luôn. Thường những cái dòng mà có móc khóa nó sẽ rất là nhỏ, nó nhỏ xíu thôi, để chi, để khi anh mà anh gắn vô chìa khóa nó khỏi có bị nặng á, cho nên là nó nhỏ xíu thôi. Nhưng mà cây này là cây xài bình thường, cây bình thường ha, không nhỏ cũng không to, cây bình thường. Nhưng mà có khoen gắn chìa khóa mà anh gắn vô thì cộng dây xích mà anh gắn vô lưng quần mà anh khỏi sẽ bị chôn. Mà anh đi nhậu, mà anh đi đám cưới đi tiệc, mà anh để trên bàn ha, có cái bật lửa độc quá không ai đụng hàng mình, bỏ trên bàn khỏi sẽ bị chôn. Đó, cái này còn rất là đẹp nha anh. Hãng này nó có làm cò mổ nữa nè, hãng này nó có làm cò mổ, nó có logo của nó này, hãng này nó có làm cò mổ luôn. Cái này còn rất là đẹp ha, thập niên 60 nha anh. Con này là con Solid Pad Nhật, có móc khóa. Con này xài rất là sướng anh, tại vì em có xài em biết tiếng nó nghe sướng anh. Anh bật một cái là cái bàn kế bên, bàn nhậu kế bên là phải nghe tiếng, mấy anh phải nhìn qua liền luôn, tiếng nghe đanh đã lắm, tiếng nghe đã ha. Nhưng mà cây này là rất là độc nha anh, cây này là cây phong nhỏ, nó có móc khóa này, đây cái móc khóa của nó, mình gắn đi xích, mình gắn vô đây, mình sợ bạn chôm, sợ kẻ xấu đột nhập, anh gắn chìa khóa đây, mình gắn vô lưng quần của anh ha, gắn thêm vòng dây xích nữa, hoặc là treo chìa khóa cũng được luôn. Tại vì em không có hút thuốc, nhưng mà tại vì nó cái cây này em có xài một cây, em treo chìa khóa, em treo chìa khóa cho nó đẹp vậy đó, thích vậy đó, chứ em không có hút thuốc đâu. Em treo chìa khóa, em treo chìa khóa xong cái ổ khóa của em nó bị hư á, cái ổ khóa của em nó bị hư, nó rớt, nó rớt luôn cái ổ khóa xuống, cái ổ khóa nó bị hư, xe tải cán ngang lấy lên vẫn xài được bình thường, kinh chưa, quá nhựa quá ngầu luôn đó. Đây là cái Solid Pad phong nhỏ nha anh, phong nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ, có móc khóa ha. Đây so với có thuốc là anh biết nó là phong nhỏ ha, nhỏ nhưng mà có vỏ nha, giữ xăng cũng được mấy ngày á, 3-4 ngày á, trong đùa đâu. Em thì em châm vô thì nó giữ cả tuần lận, tại vì em không có hút thuốc. Nhưng mà em nghĩ là có hút thuốc chắc cỡ 3-4 ngày, em đoán vậy, cho phân nửa thời gian đi ha.
Nó là solid bath, chất liệu là đồng phối, mạ thêm lớp 2K phủ lớp keo ở ngoài để chống trầy, chống oxy hóa, tay mồ hôi muối vẫn xài được để ngoài ra khí hậu bên ngoài không có bị đen. Mấy cái dòng này rất là mắc, mắc hơn dòng đồng thường nha anh. Đó. Cây này là cây Zippo Slim, dòng Slim nha anh, là dòng Slim Zippo Slim 1982. Chữ xéo mọc ngược. Đây. 1982 chữ xéo mọc ngược ha. Rất là hiếm có luôn. Tình trạng còn rất là đẹp, sơ gương nặng mụn được luôn. 1982 nha anh. Đó, dòng Slim xưa ha, cây này còn rất là đẹp. Thường dòng Slim không có tiếng nhưng mà cây này cũng có tiếng thanh nha anh. Đó, tiếng thanh nhẹ. Đó, tiếng thanh nhẹ. Dòng Slim như vậy là tiếng hay rồi nha anh, tại vì dòng Slim nó không có tiếng. Rất là nhạy lửa nha. Khỏi chê, bật lửa của em thì khỏi chê, nhìn cái tia lửa của nó là khỏi chê ha. Em vệ sinh sạch rồi, cho anh coi bùn đốt, cho coi bùn đốt, cho coi bánh xe nè. Đó, vệ sinh rất là sạch, bánh xe cực bén luôn nha. Đó. U nó bót. Nó bót và nó giữ xăng tốt lắm nè. Cho mình coi ruột ha. Cho coi ruột, coi bánh xe, coi bùn đốt, vệ sinh sạch nghe chưa. Vệ sinh sạch không phải là chuyện đơn giản đâu nha man, rất là cực đấy. Man ra xài, man muốn nhảy lửa, man cũng phải vệ sinh sạch giống em vậy nè. Nhưng mà để cái bùn đốt toàn là bụi bẩn không, toàn là bụi đá không, điên tu điên thích thì man xài một thời gian nó cũng không có nhảy đâu, nó dơ á. Cái này còn rất là đẹp nha man, sao gương nặng mụn được luôn á. Chữ xéo một ngược bất bột nha. Chung cây này còn khá đẹp luôn. Nhẹ cái chỗ này chút xíu, không đáng kể, không có thấy nhưng mà không đáng kể đâu. Còn rất là đẹp. 980. 1982 chứ.